Con thấy mọi người nó thường nói về ý nghĩa, về nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ, nhưng con lại ít nghe đến việc Đức Phật dạy người làm cha mẹ. Xin sư cho con biết Đức Phật dạy các bậc làm cha mẹ nghĩa vụ ở những bài kinh nào, và nghĩa vụ của một người cha mẹ đối với con của mình nếu muốn đi tu hoặc xuất gia. Nghĩa vụ của người cha mẹ đối với con á, như trong Tăng Chi phẩm hình như là không ai bằng con thì phải. Đức Thế Tôn nói người cha mẹ đó là người thầy đầu tiên của con. Tức là cha mẹ nhiệm vụ là có trách nhiệm là giáo dục con cái. Cái thứ hai á, cha mẹ có cái trách nhiệm là phạm thiên đối với con. Tức là cha mẹ cần phải đối với con bằng bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Thì đó là trong Tăng Chi. Ngoài ra trong Trường Bộ Kinh, Giáo Thọ Thi Ca La Việt, thì Đức Thế Tôn có dạy về bổn phận của người làm cha mẹ. Thứ nhất là phải nuôi nấng con cái. Cái thứ hai đó là phải dạy cho con biết cái gì là thiện, cái gì là bất thiện đó. Rồi trách nhiệm của cha mẹ đó là phải khuyến khích con thiện, và trách nhiệm của cha mẹ là phải ngăn cản con làm ác. Rồi trách nhiệm của cha mẹ đó là phải biết hướng nghiệp cho con. Rồi trách nhiệm của cha mẹ là phải biết gọi là dựng vợ gả chồng cho con. Rồi trách nhiệm của cha mẹ đó là phải chia tài sản thừa kế cho con vào thời điểm phù hợp. Thì đó là trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái trong Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Còn việc là nghĩa vụ của cha mẹ khi mà con cái muốn xuất gia thì điều đó thì không có được nói đến. Nhưng mà lại nhắc đến cái hiếu của con cái dành cho cha mẹ. Nó có ba bậc là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Mà phải nói là người Việt mình thiếu phước dữ lắm. Dùng cái từ vô phước thì kỳ, mà phải dùng từ thiếu phước. Bậc hạ đó là con cái có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ về vật chất và tinh thần, tương ứng như trong bài Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, bao hàm cả cái việc là giữ gìn tài sản, rồi duy trì các cái truyền thống trong gia đình, vân vân. Rồi bậc trung á là đối với cha mẹ chưa có niềm tin phải giúp cha mẹ có niềm tin, đối với cha mẹ chưa có chánh kiến giúp cha mẹ có chánh kiến, đối với cha mẹ chưa có giới hạnh giúp cho cha mẹ có giới hạnh. Thì nhờ như vậy là chúng ta báo hiếu được cho cha mẹ ở bậc trung. Điều này được nói đến ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Báo hiếu bậc thượng á, là vì đó người con á, là phải xuất gia để thứ nhất là đem cái phước về cho cha mẹ, là mỗi khi cha mẹ nghĩ về mình như là một bậc xuất gia thì cha mẹ có lòng hoan hỷ. Đó là cái phước. Thành ra là người con phải xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ.
Rồi người con á, khi xuất gia vì đó tu tập chứng đắc đạo quả thì có thể độ lại cho cha mẹ, như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất hay như trường hợp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái báo hiếu bậc thượng này á, thì người Việt mình thiếu phước, cho nên họ không có biết cái điều đó. Mà người Việt mình bị ảnh hưởng bởi Nho giáo, cho nên cái chuyện mà con cái mà bỏ nhà đi tu á, được xem là bất hiếu. Cho nên phải nói là người Việt mình thiếu phước dữ lắm. Còn ở các xứ quốc giáo á, khi con cái lớn lên á, nó phải có trách nhiệm đi xuất gia, dù là xuất gia vô duyên. Cái việc con cái xuất gia là trách nhiệm của một đứa con để báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ mà có người bệnh là con cái phải cử một đứa đi xuất gia để đem cái phước về cho cha mẹ đang bệnh. Cha mẹ mà chết phải cử một đứa đi xuất gia, nó phải có trách nhiệm xuất gia để nó đem cái phước về cho cha mẹ nó chết vừa mới mất. Cho nên là ở các xứ quốc giáo thì có cái gọi là xuất gia báo hiếu là vậy. Mà mình ở đây thì phải nói là vô phước, cho nên cái người xuất gia thì không có được nhìn nhận một cách đúng đắn. Chứ ở xứ người ta là con cái nhà có đứa nào nó xuất gia là cha mẹ đãi tiệc ấy. Đãi tiệc, đãi cả làng để ăn mừng là nhà hữu phước có con cái được đi xuất gia.